chào các bạn trong bài học này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái kỹ thuật để có thể biên tập những cái vùng bầu trời cũng như đám mây trên một bức ảnh thông thường khi đi chụp một bức ảnh về thì gặp phải những cái tình trạng mà thời tiết nó êm dịu hay là nó ít ánh nắng thì những cái đám mây hay là hôm đấy bầu trời của chúng ta nó không có nhiều mây hoặc là mây rất là mờ thì dẫn đến tình trạng khi chụp về cái bức ảnh của các bạn đám mây có thể là trông nó không được đẹp mắt hoặc nó không được dữ dội cho lắm tùy vào các cái tình huống hay là tùy vào các cái nhu cầu của các bạn thì đôi khi chúng ta muốn là làm sao để cho cái đám mây của chúng ta trên bức ảnh nó trở nên mạnh mẽ và dữ dội hơn thì lúc đó chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa để làm tăng cường các cái độ tương phản cũng như là độ chi tiết trên một đám mây để giúp bức ảnh của chúng ta trông nó phù hợp hơn với từng hoàn cảnh trong trường hợp như ví dụ mà ta đang có ở đây mình có một bức ảnh mà bầu trời của nó đám mây tương phản của nó tương đối là thấp thì bây giờ làm sao để chỉnh cho cái chi tiết của đám mây này nó mạnh lên Thì chúng ta có rất nhiều cách để làm cho các cái phần chi tiết cũng như là điều chỉnh cái tương phản của đám mây làm sao cho nó mạnh mẽ lên Nếu như các bạn nhớ lại những cái bài về điều chỉnh sắc độ, điều chỉnh tôn tức là giải sắc độ của một bức ảnh mà chúng ta thực hiện trong nhóm level và cơ Thì các bạn hoàn toàn có thể tăng tương phản của một đám mây bằng cách sử dụng cái công cụ level sau đó chúng ta điều chỉnh cái giải level này để tăng cường vùng tối cho bức ảnh Đồng thời ta tăng cường vùng sáng cho bức ảnh Như vậy khi các bạn tăng cường các vùng đậm nhạt cho bức ảnh Thì cái phần đám mây của chúng ta là nó cũng sẽ tạo ra những cái vùng chi tiết mạnh mẽ hơn Vùng tối nó sẽ được đẩy lên thì lúc đó các cái chi tiết trong cái đám mây nó sẽ được làm rõ lên Đây ta có thể điều chỉnh nó bằng các cái công cụ điều chỉnh tôn rất là đơn giản Bạn có thể tăng được cái độ đậm nhạt cũng như là tăng được cái chi tiết của một cái đám mây lên rất là dễ dàng như thế Tình huống ở đây thì mình muốn giới thiệu với các bạn thêm một cái công cụ nữa Thực chất nó không phải là một công cụ mới mà chúng ta cũng đã học nó rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ thử vận dụng công cụ đó vào trong việc điều chỉnh các cái độ chi tiết của đám mây. Các bạn di chuyển vào menu filter và tìm cho mình cái lệnh là Camera Raw Filter. Trên cái bảng Camera Raw Filter phần basic này thì chúng ta có một cái công cụ Clarity. Công cụ này rất là hiệu quả. Hôm trước thì chúng ta sử dụng nó trong việc làm mịn da. Khi mà ta kéo dịch thanh Clarity về phía bên trái thì các cái chi tiết trên hình ảnh của chúng ta nó sẽ được giảm lược đi hay là nó làm giảm các cái chi tiết trên mức ảnh các bạn. Nhưng bây giờ mình muốn tăng chi tiết thì mình lại kéo ngược sang phía bên phải. Bạn thấy là đám mây của chúng ta nó được làm nổi bật các cái chi tiết lên một cách rất là dễ dàng. Cách này thì nó sẽ dịu và nó sẽ cho ra những cái phần chi tiết nó hài hòa hơn so với cách chúng ta điều chỉnh contrast. Đối với những bạn nào mà không sử dụng phiên bản CC thì chúng ta cũng có thể làm tăng độ chi tiết thông qua một công cụ trong nhóm adjustment. Các bạn di chuyển vào menu Image, sau đó lựa chọn Adjustment và di chuyển đến cái lệnh nó có tên là HDR Toning. Chúng ta sẽ có hẳn một cái bài riêng trong cái chương học này để làm quen với công cụ HDR này, một công cụ mà biên tập màu sắc cũng như các phần chi tiết trên bức ảnh vô cùng tuyệt vời. Ở đây thì các bạn cũng chú ý cho mình đến một cái công cụ nó có tên là Detail. Các bạn kéo lớn công cụ detail đó lên thì bạn thấy các cái chi tiết trên phần đám mây của chúng ta cũng được đẩy lên rất là mạnh. Công cụ này thì cho ra cái hiệu ứng rất là dữ dội. Chính vì thế là khi mà chúng ta dùng nó thì các bạn cũng hết sức lưu ý bởi vì nó có thể tạo ra những bức ảnh rất là gai góc và sần sùi. Nó sẽ tạo ra một phong cách ảnh phong cảnh hoàn toàn là mạnh mẽ và khác biệt với những cái bức ảnh phong cảnh thông thường của chúng ta. Khi mà chúng ta có được một sự điều chỉnh cho đám mây rồi thì chúng ta sẽ loại bỏ những cái phần ảnh hưởng lên các vùng hình ảnh khác. Đối với những cái tình huống mà các bạn làm bằng cái công cụ là Camera Raw Filter thì chúng ta có thể nhân đôi cái layer lên. Nhưng nếu như các bạn làm bằng cái công nhưng nếu như các bạn làm bằng công cụ HDR thì khi các bạn nhân đôi layer lúc sử dụng hiệu ứng HDR nó sẽ lập tức dán tất cả các layer của các bạn lại. Chính vì thế là tạo HDR thì chúng ta chỉ có một layer duy nhất là layer background. Thế bây giờ làm sao để loại bỏ được những cái phần thừa ở phía xung quanh này? Thì mình sẽ ấn Ctrl A để chọn cái toàn bộ bức ảnh này, sau đó mình ấn lệnh copy. Sau khi ấn copy xong rồi thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh undo để đưa bức ảnh trở về như trạng thái ban đầu. Hoặc các bạn có thể mở bảng history state ra chúng ta kích vào cái biểu tượng hình ảnh ở phía trên cùng để đưa bức ảnh phục hồi về trạng thái ban đầu. Sau đó là chúng ta ấn lệnh paste để đưa cái bức ảnh mà chúng ta vừa copy lúc nãy ra. Như vậy là bạn sẽ có được hai layer chồng lên nhau và chúng ta lại áp dụng phương pháp layer mask trên các phần bài học trước và chúng ta sẽ lấy ra cái phần hình ảnh cho đám mây hay là lấy ra cái phần chi tiết trên đám mây bằng cách là tô lên cái mặt nạ đó và loại bỏ những cái phần nào mà chúng ta không dùng trên các phần hình ảnh khác. Như vậy là ta có thể retot được riêng cái phần đám mây cho cái bức ảnh đó để làm tăng cái độ chi tiết của bức ảnh đó lên. Trên đây mình vừa giới thiệu với các bạn một số cách để chúng ta có thể can thiệp vào phần chi tiết trên một đám mây thì các bài học kế tiếp chúng ta sẽ cùng nhau học cách ghép mây hay là điều chỉnh màu sắc cũng như sắc độ trên một đám mây. Thực chất nó cũng sẽ là những cái công cụ điều chỉnh màu, sắc độ và sáng tối trên một bức ảnh. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.